Chào các bạn, trên tay mình chính là chiếc Oppo F3 chính hãng, một chuyên gia selfie tiếp theo đến từ Oppo. Và hôm trước thì mình cũng đã có video đánh giá về sản phẩm này rồi. Nó có nâng cấp về camera phía trước với camera selfie lên tới 16 megapixel và một camera kép, camera phụ có góc chụp lên tới 120 độ. Và các bạn có thể xem lại cái bài đánh giá của mình. Và trong hôm nay thì mình sẽ gửi đến các bạn cái bộ phần quà ưu đãi dành cho khách hàng đặt trước khi mua chiếc Oppo F3 này. Thì ngoài những cái phần quà mà các bạn được hãng tặng như trên tay mình đây, thì chúng ta sẽ còn rất là nhiều phần quà bên cạnh mà Diệu Thông Minh tặng kèm các bạn nữa. Thì ngay sau đây mình sẽ trên tay cái phần quà này. Giống như chiếc F1S trước đây, trong năm nay thì Oppo F3 thì khi mà ra mắt hãng tặng cho chúng ta rất là nhiều thứ. Và mình sẽ có một cái hộp rất là lớn như thế này. Thì bên trong mình sẽ có những cái phụ kiện gì? Đầu tiên chúng ta có một cái thiệp. Và đây các bạn thấy là cái bộ quà này sẽ là bộ quà năng lượng kép cho camera selfie kép đó. Và các bạn thấy là còn có chữ ký của Sơn Tùng luôn, cái mặt đại diện thương hiệu của chiếc Oppo F3 này. Và bên trong thì mình sẽ có những cái phụ kiện kèm theo. Và Oppo trong năm nay thì họ tặng chúng ta một cái gậy chụp ảnh selfie. Và cái gậy chụp ảnh này thì chút nữa thì mình sẽ nói kỹ các tính năng. Hãng cũng tặng luôn chúng ta một cái chiếc ốp lưng và đồng thời cũng là kiêm cái sạc dự phòng dành cho chiếc F3. Và cuối cùng là cái hộp nhỏ. Trong cái hộp này thì nó sẽ có một cái cáp kết nối micro USB để các bạn có thể sạc cho những cái viên pin hoặc là sạc cho cái gậy selfie này. Đó, ngoài ra thì mình còn có thêm một cái dây nữa. Cái dây này giúp các bạn đeo để trong quá trình chúng ta chụp ảnh thì nó đỡ bị rơi. Và trong đây sẽ là những cái sách hướng dẫn để các bạn sử dụng cái phụ kiện. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu chiếc ốp lưng kiêm một cái sạc dự phòng với dung lượng pin lên tới 5000 mAh. Thì ở đây các bạn thấy là thiết kế của cái chiếc ốp lưng này khá là cứng cáp. Và nó sẽ có một cái phím, đây gọi là phím nguồn. Các bạn ấn thì nó sẽ có những cái biểu tượng vạch pin. Những cái vạch sáng này nó sẽ hiển thị cho cái số phần trăm pin còn. Đó, thì cách sử dụng rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần chúng ta đặt cái chiếc Oppo F3 của bạn vào, sao cho khít, cho vừa những cái ốp lưng này. Sau đó chúng ta kéo xuống, trượt xuống. Thì ở phía dưới này nó sẽ có một cái cổng kết nối micro USB. Và nó sẽ vừa khít như này. Các bạn lắp vào thì ngay lập tức là chiếc Oppo F3 của chúng ta đã được sạc. Đó, như vậy thì khi các bạn sử dụng cái phụ kiện này đi kèm thì ngoài cái việc bảo vệ máy thì chúng ta còn có thêm một chiếc pin dự phòng. Nó rất là tiện lợi. Và bây giờ thì mình sẽ đến cái phụ kiện là tặng kèm tiếp theo, đó chính là chiếc gậy selfie. Và chiếc gậy selfie này nó có khá là nhiều điểm nổi bật. Ở đây về thiết kế chúng ta thấy cái gậy chụp ảnh này nó khá là cứng cáp. Khi mà cầm thì nó rất chắc chắn trong lòng bàn tay, nó không cảm giác ọp ẹp hay là lỏng lẻo như những cái gậy rẻ tiền trên thị trường. Ở cái phía mặt sau của cái gậy chụp ảnh này chúng ta sẽ có một cái cổng kết nối micro USB. Bởi vì bên trong tích hợp bên trong chiếc gậy selfie này nó là viên pin 1000 mAh. Thì giúp các bạn cũng thể trong quá trình sử dụng chúng ta sạc luôn cho chiếc Oppo F3 này. Và nó sẽ có một cổng output, cái cổng đầu ra này thì giúp các bạn kết nối để sạc cho điện thoại. Và cái cổng này thì giúp các bạn có thể sạc cho viên pin bên trong. Còn ở phía trên thì các bạn chúng ta sẽ thấy nó có cấu tạo khá là giống với những chiếc gậy tự sướng trên thị trường hiện nay. Các bạn sẽ có một cái lẫy chúng ta vặn để các bạn có thể chúng ta điều chỉnh cái góc độ sao cho phù hợp. Đó. Và ở đây thì để mình sẽ giới thiệu luôn những cái thành phần khác. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đèn flash LED, tức là cái gậy selfie này nó sẽ khi các bạn chụp ở phía mặt sau này nó sẽ có một cái phím, một cái nút. Cái nút này thì giúp các bạn tích hợp cái đèn flash LED lên. Và trước khi mà chúng ta sử dụng ấy thì các bạn sẽ bật cái phím nguồn ở phía bên trên. Chúng ta giữ một lúc. Thì sau khi bạn giữ thì cái đèn hiển thị nó sẽ sáng lên và báo hiệu là chiếc gậy selfie của chúng ta đã chuẩn bị được hoạt động. Và sau khi đó thì các bạn chỉ cần chúng ta giữ cái phím ở phía sau. Chúng ta giữ một lúc là đèn flash nó sẽ sáng. Và các bạn ấn thêm lần nữa thì cái cường độ ánh sáng nó sẽ mạnh hơn. Và nó sẽ có 3 nấc, chúng ta ấn thêm lần nữa thì là cái ánh sáng nó phát ra mạnh nhất. Đó, mình sẽ thử lại. Đó, và cái công việc của chúng ta rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ chỉ cần lắp chiếc điện thoại, chiếc Oppo F3 vào. Và cái ngàm này nó bám rất là chắc. Đó, sau khi đó thì chúng ta sẽ kết nối với cái dây dẫn. Chúng ta chỉ cần cắm như là sạc bình thường thôi. Và sau đó cái phần phía sau này thì các bạn sẽ gắn vào đây để đồng thời có thể sạc pin trực tiếp cho chiếc Oppo F3 này. Sau khi mà gắn xong tất cả thì các bạn sẽ vào cái phần kết nối Bluetooth. Chúng ta sẽ kết nối với chiếc gậy chụp ảnh selfie này. Đó, thì ở đây cái thiết bị nó sẽ có tên là Tikin S3. Và các bạn sẽ kết nối và sau đó chúng ta vào camera. Và các bạn chỉ cần chụp ảnh thôi. Đó, chúng ta sẽ ấn vào cái phím biểu tượng chụp ảnh này. Ngoài ra thì ở phía trên này chúng ta cũng có thể kéo dài cái phần gậy chụp ảnh tự sướng này ra. Đó, và cái chiếc dây đi kèm thì nó cũng sẽ được kéo căng ra. Đấy, chúng ta mình sẽ bật đèn flash LED lên.
Đó, như vậy thì ngay trong đường kính chiếu sáng này các bạn cũng đã có thể chụp ảnh được rồi và vừa có thể sạc pin cho chiếc Oppo F3 luôn. Như vậy hai phần quà mình vừa trên tay được Oppo tặng kèm theo với giá trị lên tới 1.150.000 đồng. Và ngoài ra thì khi mua chiếc Oppo F3 chính hãng này, các bạn còn được tặng thêm một cái gói bảo hiểm rơi vỡ trong 1 năm. Tức là trong thời gian sử dụng mà nếu như bạn không may làm rơi, làm vỡ màn hình thì Oppo sẽ thay thế miễn phí cho bạn trong 1 năm. Đây là cái gói bảo hiểm mình nghĩ là rất là phù hợp khi chúng ta dùng sản phẩm này mà nếu trong sử dụng mà có chẳng may rơi vỡ. Ngoài ra thì các bạn mua chiếc Oppo F3 này cũng được hưởng cái chế độ chính sách đó trả góp 0% với mức giá niêm yết của sản phẩm đó là 7.490.000, thì các bạn chỉ cần chúng ta trả trước khoảng tầm hơn 2 triệu thôi là ngay lập tức các bạn cũng đã có thể sở hữu được sản phẩm này rồi. Và những cái số tiền còn lại thì các bạn sẽ trả đều trong những cái tháng mà chúng ta trả góp, và mình xin nhắc lại đó là với lãi suất là 0% trả góp. Và như các bạn thấy vừa nãy thì mình cũng đã sâu ra rất là nhiều những phần quà khác ngoài những phần quà mà Oppo dành tặng. Thì khi bạn mua hàng, đặt hàng ở Diệu Thông Minh thì các bạn cũng sẽ nhận được những phần quà rất là hấp dẫn sau. Thứ nhất là một viên pin dự phòng Xiaomi 10.000 mAh thế hệ thứ hai. Thì viên pin này nó sẽ có giá là 330.000 và các bạn sẽ được bảo hành một đổi một trong vòng 1 năm nếu có lỗi sản xuất. Thì với dung lượng pin là 10.000 mAh các bạn có thể sạc được cho chiếc Oppo F3 này khoảng tầm 3 lần. Đó, một cái phụ kiện tiếp theo mà Diệu Thông Minh tặng kèm đó là một chiếc sim 4G tốc độ cao. Thì bạn biết là chiếc Oppo F3 này nó sẽ hỗ trợ các bạn hai sim và có 4G. Thì một sim các bạn có thể sử dụng là cái sim điện thoại chính, và cái sim thứ hai các bạn có thể để vào mạng bằng cái sim data này với tốc độ rất là cao. Cái sim này thì đang được tặng kèm với giá trị là 150.000. Tiếp đến cái phụ kiện thứ ba đó là chiếc thẻ nhớ chính hãng 32GB trị giá 350.000. Thì các bạn biết là chiếc Oppo F3 này thì nó cũng đã có bộ nhớ trong 64GB rồi. Nhưng nếu bạn nào chúng ta muốn lưu trữ và chụp ảnh quay phim nhiều thì các bạn có thể sử dụng chiếc thẻ nhớ 32GB này để chúng ta có thể lưu trữ nó nhiều hơn, hoặc là có thể chuyển qua những cái thiết bị kỹ thuật số khác để chúng ta xem được hạn. Và một cái quà tặng cuối cùng mà mình thấy là ý nghĩa nhất khi mà các bạn mua chiếc Oppo F3, đặt hàng Oppo F3 tại Diệu Thông Minh, đó chính là các bạn sẽ còn được tặng thêm một chiếc điện thoại nữa. Và chiếc điện thoại này thì nó cũng có khá là nhiều điểm đặc biệt. Đây chính là chiếc Intel IT2180. Và sản phẩm này mặc dù là một chiếc feature phone nhưng nó có hỗ trợ luôn hai camera, có cả camera selfie phía trước như chiếc Oppo F3 này luôn. Và bây giờ thì mình sẽ mở cái chiếc máy này ra. Đây, chúng ta sẽ có chiếc điện thoại như thế này. Và các bạn thấy là nó sẽ sử dụng một cái màn hình màu, và phía trước ở đây nó sẽ có một cái camera phụ, camera selfie. Và phía sau cũng là một cái camera nữa, cái loa ngoài. Và cái chiếc điện thoại này thì nó đang được bán với giá là 250.000. Thì khi các bạn đặt hàng chiếc Oppo F3 dự mình sẽ được tặng kèm. Chúng ta có những tính năng khác như là phát nhạc này, điều khiển nhạc ở đây. Nó còn có khả năng nghe đài FM mà các bạn không cần lắp tai nghe. Đó, hay là hỗ trợ các kết nối khác như Bluetooth, hỗ trợ hai sim, có một cái đèn flash ở phía trên để giúp các bạn có thể chúng ta soi trong cái điều kiện trời tối. Vâng, và như vậy thì các bạn thấy là khi mà đặt hàng trước chiếc Oppo F3 này thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều phần quà khuyến mại ở đây. Một phần quà, những cái phần quà đến từ Oppo và những phần quà đến từ Diệu Thông Minh. Thì cái thời gian đặt trước hiện tại vẫn đang còn, thì các bạn có thể qua những showroom của Diệu Thông Minh trên Hàn Quốc để đặt hàng. Thì cái thời gian đặt hàng sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 12. Và các bạn lưu ý là đến ngày 13 thì với những bạn nào mà đặt hàng trước ở Diệu Thông Minh ấy, thì các bạn nhận hàng trong ngày 13 và ngày 14 thì chúng ta còn có cơ hội được giảm thêm tới 500.000. Tức là thay vì mua sản phẩm này với mức giá là 7.490.000 thì các bạn chỉ phải mua với mức giá là 6.990.000 mà thôi. Nhưng các bạn lưu ý là cái thời gian nhận hàng trong ngày 13 và ngày 14 tháng 5. Đó, và cái, đương nhiên là các bạn đã phải đặt hàng trước ngày 12 rồi. Và sau khi mà chúng ta đến ngày 13, ngày 14 các bạn đi chúng ta nhận hàng thì nó sẽ được giảm trực tiếp 500.000 và vẫn là những cái phần quà như thế này. Và cái chương trình cuối cùng là nếu các bạn mà chúng ta đã có những cái sạc dự phòng hay là những cái thẻ nhớ, những cái phụ kiện như này rồi mà nếu các bạn không muốn lấy khuyến mại thì Diệu Thông Minh sẽ giảm chiết khấu trực tiếp cho các bạn, giảm trực tiếp vào giá, thì các bạn sẽ được khuyến mại ngay 1.250.000. Thì các bạn sẽ mua chiếc Oppo F3 này với mức giá là 6.240.000. Đó, đấy là trong trường hợp các bạn không lấy khuyến mại. Đó, như vậy thì mình vừa gửi cho các bạn chương trình ưu đãi dành cho Oppo F3. Thì các bạn có thể đặt trước ngay bây giờ để nhận được những phần quà rất hấp dẫn và tổng trị giá quà tặng lên tới hơn 2 triệu đồng. Đó, thì các bạn đánh giá sao về chiếc Oppo F3 này và những cái quà tặng đi kèm của nó thì các bạn có thể để lại comment ở phía bên dưới. Còn bây giờ xin chào, cũng hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.